Hello, xin chào mọi người. Hiện tại giờ Hưng Trừng đang có mặt ở trên đường Đinh Công Tráng, quận 1 á. Đây bánh xèo Đinh Công Tráng, quận 6 à. Phải quán này không? Anh bảo rồi. Phải không? Vô hỏi chị coi. Trên đường Đinh Công Tráng này có mấy tiệm bánh xèo? Rồi 46A Đinh Công Tráng mọi người ơi. Chị ơi để xe đây hả chị? Hay để xe đâu? Chắc đầy quá. Để gửi xe. Cái bánh xèo anh Công Tráng mọi người, quần nhất nha mọi người. Bánh xèo Công Tráng những món rất là ngon. Chị ơi, ngày chị đổi bánh xèo nhiều chị. Đổi bánh xèo nhiều chị. Có đếm. Dạ, không đếm được hả? Mà có đổ bao nhiêu là bán bao nhiêu hả chị? Ồ, hàng kia bán đổ quá trời không? Nè mọi người, bánh xèo rất là ngon nha. Giá 180 một cái. Có lợn, có lợn 140 đúng không chị? 140 bánh thờ. 140 bánh thờ. Lớn này 180 nha mọi người. Đặc biệt 180 một cái nha mọi người, rất là ngon nha. Đây, một chảo hai phụ, 7-8 chảo thì 10 chảo có đó mọi người. Đổ từ món này món. Mở cuốn rồi mọi người ơi, tốt. Mở cuốn mì, mở cuốn tôm. Có gà nữa kìa. Gà nữa, cho rượu con gà. Con mầm cập có ăn gà lắm. Cho nó ăn cái đầu đi, ăn cái đít. Ăn cái con câu. Cho nó ăn con câu với cái đầu đi chị sao. Nói nó biết nghe. Bánh xè 46A lên Công Tráng nha mọi người. A friend. Họ biết tiếng Anh nha mọi người. Bán từ 10 giờ. Dạ. Tới 2 giờ trưa. 2 giờ trưa, 4 giờ chiều, 9 giờ tối nha. Đó, rất là ngon. Nghỉ 2 tiếng buổi trưa mọi người ơi. Nghỉ 2 tiếng. Cái chị bán tiếp lại chị đậu bánh xèo rất là dễ thương nha. Xong rồi mình chút xíu. Cái chảo nó chắc quá chị ha. Chắc dễ cho chắc luôn chị. Cái chảo này chị không? Cái này chị đặt đúng không chị? Đặt ở dưới quê đem lên đúng không? Rồi. Đổ dưới quê đem lên à. Cái chảo rất là ngon. Chảo không dính, chảo rất là ngon mà. Này, bánh xèo này có tiếng lâu lắm mà mọi người. Mắm mọi người, bịch cái mắm cho đem về. Quá đã luôn. Mọi người muốn ăn cay với bịch ớt cay cho mọi người. À, anh Bảo này. Hello anh Bảo nha. Mọi tới nào vậy, em thấy vậy? Mới tới lâu chưa? Anh qua. Ơi, chuyện này chỗ hai chồng em ngồi nha. Dạ, ghế của chồng em. Để ý trước nha, mà dành nha. Đó, chồng ngồi này trước. Rồi coi menu anh. Rồi, quảng cáo menu rồi. Menu nha mọi người. Bánh xè 140 cái nha, bánh xè đặc biệt 180 nha mọi người. Có giá phải chăng nha mọi người, đó bán đủ thứ đó nha. Anh ơi cho... Mì cuốn, chả giò, món gà. Coca. Gỏi gà sen rồi heo vị nướng vỉ rồi bò nữa. Bò nướng sa tế, cá nữa, tôm, mực, đủ cua. Món đó, mọi người ơi. Có một món không có đây, khổ lắm. Định ăn có con gà mà định đưa cho mọng cầm ăn cái đầu với cái đít. Gà là miếng gà hả? Ờ, miếng gà ngon lắm mọi người, đủ thứ nha. Cua nữa mọi nhớ người. Nhớ em lạc hết mọi người ơi, xuống đường hai bà chân mà không biết giờ có mấy người à. Đang đợi tiếp. Ngay mọi người thấy đi. Là địa chỉ chưa? Bánh xèo 46A Đinh Công Tráng. Ngon rồi. Ngon rồi. Lắm. Ăn chưa biết rồi. Ăn rồi. Ăn chưa má. Ăn rồi, ăn xong. Ăn với anh chồng nào? Xèo mỏng đi ăn. Ăn với chồng trước, nó quen ăn kia đẹp trai lắm. Thôi thôi. Anh dắt đi ăn đây nè. Xong rồi, rồi ăn xong rồi làm cái gì? Hả? Ăn xong rồi làm gì? Ăn không về được, ăn về được, ăn gì? Tới rồi. Kìa, trời ơi, đừng nói chồng. Rồi, tới rồi mọi người ơi. Kìa, mỏng cầm cũng tới luôn rồi. Món đậu đậu bánh xèo không chứ đậu ăn ở đây á cao ghê sao giá cả cao lắm ở đây cao hơn một sơn ngon hơn sáng lâu năm rồi hồi đó ông bồi chắc đi ăn biết đi cách tao lông coca luôn để bây giờ ông thấy ông dẹm nghe ông chửi chết á ông dành chồng với đấy chồng chị bảy ơi
còn danh đâu. Hồi đó hai chị đó hai chồng em ảnh đây nè, chị bảy đó hai chồng đó ảnh đây còn lắm. Thôi chuyện quá khứ rồi, không có sao đâu, anh cũng thông cảm. Hai chồng em lúc trước em quen ở đây nè, có kỷ niệm. Ảnh nào đâu? Kia kìa. Kia hả? Mới quen trên sao hả? Mới quen trên sao? Ông mình phải làm cho nó ghen lên, nó đón vừa gì đó nè. Ghen nó phải ghen mình rồi. Ủa sao nó hồi về lại đây hả? Tiểu Tam tới rồi, Tiểu Tam tới rồi. Tiểu Tam tới à? Chào mọi người đi, Tiểu Tam. Tiểu Tam vậy, tôi là vợ lớn mà hả, nó vợ nhỏ nó Tiểu Tam, nó chạy xanh nữa. Xanh. Ai? Xa lắm mà nói rồi. Ờ, gần nữa không? Chỗ nào gần nữa không? Chỗ này nổi tiếng mà, dắt má đi ăn chỗ nổi tiếng rồi đó má. Đây nè, ông xả lại luôn rồi kìa. Chào mọi người, ra đi. Hello. Lại lại em đi. Ôi. Chào mọi người, hồi đó giúp chồng em anh đây nè. Chồng trước em á. Trời ơi, quay à, về luôn á. Vậy giả cũ. Mẹ. Nó nói rồi, mày nói ra mụn mày mày nói. Em nó giỡn thôi. Nàng nỉ anh đi. Qua đây với em. Tay bà móc vô đừng đụng tay chồng tôi. Tay chồng dạ xanh. Tay chồng tôi. Mày còn nói gì nữa trà xanh. Cái tay chồng tôi chỉ là vợ bóc tôi được cái dịnh cho tôi. Không bán cho mày hả, gãy họng mà. Cái anh mười mấy hai ba cái căn mạnh đi. Trời ơi, mấy chồng ăn gì vậy? Bánh xèo. Bánh xèo cái hai chồng. Em ăn ngon. Chồng ăn gì? Ăn nằm tình tứ hai chồng ăn chung với ngon. Gì cũng vậy trơn á. Tỉ ra cháu lưỡi không? Cháu ớt là chén ớt ở gần ta. Đúng rồi, ai nhớ ai đồ đi tới đâu làm loạn quá. Cái gì em? Ờ được rồi, cảm ơn em. Cũng có đâu. Cái đặc biệt với cái thường coi khác nhau gì? Cái chữ Tam qua lau mặt cho chồng ta kìa, giặt áo vô. Giặt áo cho chồng ta phải sạch nha. Giặt áo chồng ta là cũng phải ác lắm rồi. Làm sao hả? Biết nữa không chạy vô luôn. Anh muốn nè. Sao em? Anh để cho người ta nói hoài nha. Em đau đầu lắm rồi. Đau đầu cái mặt chồng rồi đây. Anh lấy hồi trưa giờ em anh biết em giận. Ôi chồng em ơi, để chồng giận mà cũng bình thường. Vợ chồng giận nhau mới hiểu nhau được. Cuộc sống mà có giận có ghét có hờn có ghen có thương cũng lò vợ chồng mà. Vợ chị sao? Vợ chồng vậy sao rồi? Hai người uống cà phê không, ngồi bàn riêng ngồi nói chuyện tâm sự dễ không? Hai đi cà phê vô. Ờ, ok tâm dễ, sự dễ 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 lắm rồi đất ơi. Láng rồi anh, láng hai vợ chồng còn đi không anh với bà. Rồi xui rồi. Mua ngoài là có gì á? Đi cho em ngon đi. Mày đòi chặn Zalo sáu hả? Zalo hả? Gì? Chứ nói gì chặn Zalo gì? Chặn vô luôn một cầm. Nói gì chặn vô luôn. Rồi đúng rồi. Giỡn đó mà. Cái gì vậy? Trước mặt bà sáu mà. Hả? Ủa, 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 ủ
coca luôn cái tiêu đi. Chị ơi, có chồng em ra con lon coca nha chị. Trời ơi, ta cười luôn á má ơi. Còn ngào quá vậy trời. Chị cho chồng lon coca nha. Nó đâu có biết chị em mình đâu. Ủa? Bám chai thấy sợ luôn. Chồng tôi cũng lo lo cho ai trời. Mà mày bám chai. Bám chai với một nhóm nha. Mày bám chai với một vậy lấy miếng son cho nó tươi đi sao thấy nó ấy quá nè. Vậy giờ đánh nha. Nghèo lắm cũng không chịu à. Ủa tôi đã mở rồi. Mà có không? Giờ đánh son lên tươi quá ha. Giờ đẹp gì cũng đẹp chứ. Đúng rồi. Chồng ơi, bà thấy người ta làm sao? Tươi quá. Cho miếng son lên cái người nó tươi liền. Sao đẹp không? Uống gì vậy? Uống coca luôn. Coca hết đây đến đây coca đi. Người bán coca đi. 2, 4, 5 lon nữa. Không, anh không uống coca, anh uống suối. 5 lon coca, 1 chai nước suối. Coca 5 coca, 1 chai suối. Uống coca đi má cho nó tiêu rồi. Uống coca. À, mẫu cầm mà là vừa đi là chịu không nổi rồi, đi tiểu luôn rồi mọi người ơi. Má đủ quá nha. Má mày chai quá ngủ. Là thằng Bảo nó ói bây giờ, ăn được bây giờ. Làm cho anh đi chạy đá nha. Má chẳng biết chẳng chạy nước, phải về toilet gì. Đâu có rồi. Đi về toilet rồi. Chạy nước luôn à. Chạy rửa gì. Nó coi phim cấp 3, chạy nước. Đừng nói lấy cây thục làm cái gì. Giống như mấy đứa chuyển giới gì đó. Nông cây à? Nông cây. Mời hai bạn này qua bên đây ngồi cùng xây dựng. Nhóm người kìa. Chị ơi, vợ chồng em vui gì đó, chị mình phải nói cười nha. Dạ, chồng em không dành được lần đó nha, có quay xe mập danh thì chứ bữa trước chồng giờ qua nhà lúc trước con ra chưa? Lấy con ca cho chồng em chưa? Chồng quýt cho chồng. Sáng gì? Cái quýt rồi. Cái quýt rồi. Tắt má ơi. Cái tắt là tắt lạc nha. Đi mù mà. Biết không biết. Em biết chú Quýt Lan không? Quýt em biết nhận. Quýt Lan hả? Ê, mày làm cái gì quýt chồng tao mày? Ý mày sao? Anh nhức cái đầu á. Mày giật chồng tao đã rồi. Mày lấy chim mày ăn hiếp chồng không? Má đi quýt chồng tao. Má đi quýt chồng tao. Má đi quýt chồng tao. Tự nhiên tôi phải nhức cái đầu á. Con vợ đi với chồng mà tao lúc sau chồng là đá nha. Nữa hả? Bà ngồi kế bà không thấy cảm thấy hổ thẹn hả? Bây giờ chồng ta bà, ta xài rồi bà ngồi vậy mà bà thấy được hả? Anh ơi đi, em đau quá đi. Đúng rồi, bà qua anh bển bà ngồi đi. Đó chúng cô mình của tụi chết mẹ rồi. Rồi. Ngồi vậy mới thoải mái, nãy giờ ngồi ôm cột luôn. Cái xích qua đây tỷ tử ngồi chát quá. Ê sao bà ngồi kỳ vậy? Cái phòng gì? Banh thanh kim rồi bà, đừng né. Anh cái mặt quá. Né thôi, né mềm đẹp quá. Anh để ý người ta vậy. Không có ba banh, ba đỡ chứ mặt nghĩ sao? Anh đừng để anh giận nữa lần thứ hai nha. Ok. Ở chồng giận hoài mệt lắm. Giận luôn anh em lên đường hả? Số qua trận nè. Rồi, cảm ơn. Chuyện này như này em kiếm khác đó. Kiếm đi. Em lên đường. Lấy coca không? Cầm, bơm dành coi coi tiểu tử nó có ghen không cầm. Cầm, bơm dành thử coi. Chết mẹ. Cái gì em? Anh thấy được anh coi được không? Thì em làm sao coi, anh đâu có cho chị. Ngắt. Chị ơi. Im. Chồng tôi chơi lấy lại. Anh về với em nha. Anh ơi, cái nãy bả dịch nước tay anh dơ quá. Ôi trời, chết mẹ. Đang cầm tôi đang treo đổi đây. Tôi nghe muỗng mất tôm đây đó. Mất tôm á hả? Không nghe muỗng mất tôm. Mất tôm á hả? Ngon quá ha. Thứ gì đậu. Đây dọn lên nè mọi người. Gọn gọn vô cầm. Rau, xèo. Tươi bá phát luôn nha. Cuốn nè.
Đây vợ chồng ăn rau không? Ăn rau. Gửi em chứ. Một lá đi qua cũng nhận chứ. Em ăn rau mọi người. Ủa dâm đi về chung ha. Điểm lặng á. Chồng ơi, vợ lặng cái chồng trước nha. Chồng ăn ngon ngon nha chồng. Chồng ăn rau thôi à. Không. Chồng đừng ăn bánh xèo không? Ăn uống lặng cho chồng sạch sẽ. Đủ nha, để tôi múc chầm cho nha, tôi cho bà múc chầm cho nha. Bảo cho anh miếng nước mắm nha Bảo. À, mắm má. Nghe thơm quá. Má, múc đi, thơm. Múc cho sát mắt hai vợ chồng ơi. Cầm bà không biết ghen hả Cầm? Không. Xạo, gái gì mà gái không ghen. Nè bà thấy chồng luôn, vợ chồng ăn cũng ớt cay cay vậy nè đó. Đó. Vợ chồng như một khuôn khổ đó, ghen dữ lắm. Ghen cắn hả? Cắn cả trời rồi.